Chào mừng tất cả các anh chị đã quay trở lại với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một cái giao diện đăng nhập bằng cái trang website WordPress các bạn. Nếu mà bạn đã rất là chán nản khi bạn thiết kế rất là nhiều website thì bạn rất là chán nản khi mà các bạn vào đăng nhập một cái trang website WordPress nào đó thì cái giao diện mặc định đăng nhập của nó thì sẽ là một cái trang rất là boring đúng không ạ? Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một cái trang cực kỳ đẹp như ý của các bạn luôn. Thì để khi nào các bạn làm việc vào cái trang này đăng nhập thì nó đưa cho các bạn một cảm hứng hay là một cái cảm giác khác biệt so với những cái mà những cái trang đăng nhập lặp đi lặp lại. Ok, như các bạn thấy đây, đây là mình đã tạo một cái trang gọi là một trang đăng nhập. Đầu tiên là mình có logo của mình này. Đấy, như thế này thì cũng sẽ tăng được cái thương hiệu của mình đúng không ạ? Đấy, thì mình có logo này. Sau đó tiếp theo mình có cái chỗ đăng nhập này, có cái tên này. Đấy, những cái đăng nhập này, sau đó mình có cái background hay là cái hình ảnh đằng sau này. Đó, thì đây khi mà các bạn vào đây người ta đăng nhập ấy thì nó đưa một cái cảm giác hoàn toàn là khác nhau. Ví dụ như trong web các bạn có rất là nhiều người quản lý chẳng, ví dụ khi mà viết blog có rất là nhiều quản lý chẳng, thì các bạn nên có một cái trang như này, thì khi người ta vào trên này người ta viết giúp mình viết blog ấy, vì mình thuê người ta viết blog ấy, thì người ta vào chạy đăng nhập ấy thì người ta cũng cảm thấy sự chuyên nghiệp của mình. Alright, nếu mà bạn thấy những cái gì mình sắp hướng dẫn lên bạn thì cảm thấy hay thì hãy giúp mình subscribe và bật cái chuông bên cạnh. Mỗi khi mình upload một cái video nào đó thì bạn sẽ được là người được nhận thông báo sớm nhất. Bởi vì mình sẽ làm nhiều video hướng dẫn về thiết kế website và kinh doanh online. Mình tên là Sinh và chúng ta hãy cùng bắt đầu nào. Ok, thì đây là cái trang website mà hôm nay mình sẽ đi thực hành hôm nay. Thì như các bạn thấy ở đây thì mình tắt cái này, ví dụ như là mình đăng nhập này. Để đăng nhập các bạn nhấn dấu gạch này, sau đó nhấn vào WP gạch admin hoặc là các bạn nhấn admin cũng được. Thì cái mặc định của giao diện đăng nhập của WordPress thì nó sẽ như này. Đầu tiên là nó sẽ có logo mặc định của WordPress, sau đó thì nó sẽ có tên đăng nhập của WordPress vào đây. Thì đó, thì khi mà vào đây thì một cái trang giao diện như này thì cảm thấy là khá là chán đúng không ạ? Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm như sau. Đầu tiên các bạn đăng nhập này, mình đánh nhấn vào đăng nhập này. Okay, sau khi đăng nhập xong các bạn vào cài cái plugin cho mình, nhấn vào di chuột vào chỗ plugin này, sau đó nhấn vào chỗ cài mới. Okay, khi đến đây các bạn search cho mình cái từ khóa có tên là Eritent. Các bạn chỉ cần search đúng cái từ khóa này thôi, Eritent. Đấy, thì nó sẽ xuất hiện cái plugin này có tên là Eritent Custom Login and Dashboard này này. Nhấn vào cái chỗ cài đặt, các bạn nhấn kích hoạt. Đấy, khi các bạn kích hoạt thì nó sẽ bài thẳng vào trong cái trang plugin này. Thì đây thì các bạn có thể là không biết ở chỗ nào, thì đây các bạn di chuột xuống cái chỗ phần có chỗ cài đặt này này. Sau đó các bạn di chuột xuống dưới này có cái chỗ có tên là cái plugin cần nhảy xuống dưới này tên là Custom Login Dashboard này, nhấn click vào đây. Ở đây ấy, thì như này này, khi mà các bạn cài đặt xong thì các bạn đi kiểm tra này. Ví dụ như là các bạn mở, ví dụ như mình mở cái trang ẩn danh nhé, store. Đó, sau đó mình vào đây. Khi bạn cài vào các bạn thấy này, các bạn thấy không ạ, trang website của các bạn đã hoàn toàn là thay đổi đúng không ạ? Hoàn toàn là thay đổi. Thì nó sẽ như này, đây là mặc định của cái plugin đó. Thì mình sẽ cho các bạn đi chỉnh sửa nhé. Ok, vào đây cái đầu tiên các bạn vào trên cái đầu này có chỗ dashboard setting này, thì chỗ dashboard setting này, chỗ power này các bạn cho tên của trang website hay là công ty của các bạn. Đây ví dụ như là Sinh. Sau đó cái chỗ mà copyright này các bạn chỉnh cho mình đúng cái năm của các bạn. Đó, tiếp theo lưu xuống này có cái phần là login screen background này. Cái chỗ login screen background này là cái gì, có nghĩa là như này, login screen background có nghĩa là như này, login screen background là cái toàn bộ những cái mà có ở đằng sau này, toàn bộ cái hình ảnh đằng sau này. Thì các bạn vào sau đấy, thì đầu tiên là các bạn phải có thể là
Ví dụ như nếu mà các bạn muốn cho hình ảnh ấy thì các bạn cho hình ảnh vào đây, còn nếu mà các bạn không muốn hình ảnh, các bạn chỉ cần có một cái màu nào thôi thì các bạn xóa cái hình ảnh này đi, sau đó các bạn lấy cái màu trên này thì các bạn sẽ có một cái mã màu để trên này đó. Còn đây thì mình thích hình ảnh chẳng hạn, ví dụ như mình thích hình ảnh một cái hình ảnh nào đó làm background, thì đầu tiên để đưa một cái hình ảnh đẹp ấy thì mình lên một cái, mình lên trên mạng tìm kiếm, hoặc là các bạn có thể chọn chung cái hình ảnh cũ của bạn. Đây mình lên mạng tìm kiếm của mình này. Đầu tiên thì các bạn có thể vào một trang website có tên là Pixel, có tên là này là Pixel.com này, nhấn enter này. Sau đó các bạn search cho mình cái từ khóa gọi là background, sau đó nhấn click vào đây. Đó thì nó sẽ có rất là nhiều background đẹp. Đầu tiên các bạn lưu xuống tìm một cái background mà các bạn thích. Đây mình ví dụ mình tìm một cái background nào đó mình thích đi. Ok, mình ví dụ mình thích cái này đi, mình click vào đây. Sau đó mình nhấn vào cho free download này, click vào đây. Đó, thì nó sẽ tự động download về máy tính của mình. Thì mình sẽ để một nơi nào đó mình sẽ để một nơi nào đó mà mình nhớ nhé. Đây, ví dụ mình để dưới này chẳng hạn. Xong mình nhấn vào save. Đó, khi save thì các bạn nhớ là khi các bạn tải cái hình ảnh trên này về thì hình trên này là kích thước khá là lớn, thì rất là nặng, thì các bạn phải tối ưu một chút cho nó cái hình ảnh nó nhẹ hơn nha. Thì các bạn để làm này ấy, thì các bạn vào cái chỗ một cái trang website có tên là tinypng, các bạn biết là tinypng, sau đó nhấn enter này. Đó thì cái trang website đầu tiên này các bạn click vào đây. Cái trang website này để làm gì? Cái trang website này để tối ưu cái hình ảnh của các bạn khi tải một bất kỳ một hình nào đó, thì tối ưu cái trang cái hình ảnh của các bạn thành một cái size nó bé hơn và nó nhẹ hơn. Khi nó chạy trên cái website của các bạn thì nó sẽ làm cái trang website của các bạn mượt hơn, nó sẽ nhẹ hơn nha, tốc độ load cũng sẽ tăng. Ok, để khi đến đây rồi thì các bạn chỉ cần bê hình ảnh vào đây, thì đây mình có tải được chỗ này rồi. Thì các bạn nếu mà các bạn không thấy chỗ này thì các bạn click vào đây, sau đó các bạn chọn vào trong cái file các bạn cho nhé. Còn đây mình có đây thì mình chỉ cần kéo nó vào chỗ này, sau đó thả. Đó, thì nó sẽ tự động lấy cái hình ảnh của mình, nó sẽ tự động optimize và nó sẽ cho cái hình ảnh của mình size nhỏ hơn và nó sẽ size nó sẽ nhỏ hơn và phù hợp với trang website của các bạn. Đó, thì nó đang tối ưu. Ok, khi tối ưu xong rồi xem các bạn thấy này, trừ đi 74%, có nghĩa nó đã tối ưu được 74%, size nó sẽ nhỏ hơn rồi. Ok, các bạn nhấn vào cái chỗ download này. Sau download thì các bạn cho vào một cái nào đó mà các bạn nhớ, thì mình cho lại cái cũ vào đây, mình nhấn vào save. Đó, nó lại bài vào chỗ này rồi. Ok, khi đó thì mình qua lại này, mình qua lại cái trang website này. Đầu tiên để cho có một cái hình ảnh ở đằng sau này giống như cái này ấy, thì các bạn vào tải hình ảnh lên. Đó, các bạn vào cái chỗ mà login screen background này vừa nãy mình nói ấy. Sau đó các bạn chọn vào cái chỗ login screen background image này, nhấn vào cái chỗ add background image, click vào đây. Khi đến đây rồi thì là cái kho ảnh của các bạn. Các bạn có thể chọn cái hình ảnh của bạn vừa download về mà cho lên đây thôi. Các bạn chỉ cần đăng lên đây là được. Thì các bạn có thể vào đây, sau đó tải lên nhé. Còn đây là mình có đây rồi, mình chỉ cần kéo, sau đó mình nhấn vào thả vào đây. Đấy. Khi kéo thả vào đây thì nó sẽ như này. Khi ok rồi mình nhấn vào chèn vào bài viết này. Ok rồi. Thì đây có một số cái quan trọng đây này. Cái chỗ repeat này thì các bạn chọn cho mình là no repeat. Đó, còn hai cái này các bạn giữ nguyên. Còn cái chỗ auto này, các bạn chuyển cho mình là cover nha. Đây, cái chỗ này nó có giới thiệu đây này, ví dụ như là auto cái gì đó thì các bạn copy lại cái chỗ mà cover này cho mình. Copy đúng từ cover, sau đó vào đây. Paste vào đây. Đó, thì cover là gì? Cover là để nó khi mà nó vào cái hình ảnh trên này thì nó sẽ đầy hết cái màn hình hình ảnh của trong cái máy tính mình đó. Đó, thì đó nghĩa của nó là thế. Ok, tiếp theo cái phần logo screen này, logo này.
logo screen nó sẽ nằm đâu ạ? Nó sẽ nằm đây này. Đây này có cái chỗ mặt your logo này, nó sẽ nằm đây. Thì chỗ này các bạn nhấn vào cái chỗ add logo này. Đó thì các bạn chọn cái logo của các bạn thôi, nhấn vào chèn này. Ok, size thì các bạn giữ nguyên ạ. Đó, power by này, các bạn chọn tên website của các bạn hoặc tên công ty này. Đấy. Ok, thế là gần hoàn thành đấy. Đó. Thì ở đây có một số cái nữa. Cái font setting này. Font setting là gì? Font setting là toàn bộ trong cái này này. Là cái toàn bộ trong cái font này này. Đó, thì các bạn này. Ok, font setting này. Đầu tiên là size thì các bạn giữ nguyên. Các bạn để nguyên cho mình. Các bạn quan tâm cho mình là cái, gọi là cái màu của nó. Cái màu trong đó. Thì đầu tiên đây là cái chỗ login border color. Login border color là gì? Login border color là cái chỗ này, keyboard này, cái chỗ border này, các bạn thấy cái chỗ mà nó bị border lại. Đấy thì nó chính là cái màu đó. Thì ở đây có nghĩa là mình muốn cái màu gì cho vào đấy. Thì ví dụ như các bạn muốn là, ví dụ mình muốn là cái màu ví dụ mình muốn là cái màu hồng đi. Đấy, ví dụ mình muốn cái màu bo là cái này, đúng không ạ? Thì các bạn chọn đây. Sau đó login form background color này, login form background color là cái trong này này, cái background đẹp đẽ, cái màu nhìn trên này này. Đó, thì các bạn có thể là có một là các bạn cho màu ở trên đấy, hai là các bạn cho hình ảnh lên trên đấy nhé. Thì đây thì mình sẽ cho màu. Đó, ví dụ mình cho màu là màu sở thích của mình là. Đó, màu sở thích của mình. Ví dụ thế, không chính xác. Nếu mà các bạn có cái má màu thì các bạn cho vào đây nhé. Còn mình thì mình ví dụ như thế thôi. Đây, cái form background image này này. Là nếu mà các bạn muốn một cái hình ảnh ấy, ví dụ các bạn muốn cái hình ảnh nằm trong này này, có cái hình nằm trong này ấy, thì nó sẽ là cái phần này đó. Thì các bạn upload một cái hình lên thôi. Ví dụ các bạn muốn một cái thì các bạn upload một cái hình lên thôi. Còn đây thì mình sẽ xóa đi, mình không muốn, mình không up hình ảnh lên. Nếu mà các bạn muốn thì các bạn cho lên nhé. Đó, còn như chỗ column label text color này là cái chữ ở trên chữ khi viết lên trên đó là cái chữ này này, là một cái chữ này này. Nhưng mà thôi mình các bạn có thể chỉnh sửa custom thêm nhé. Đó, sau đó các bạn có thể cho size to nhỏ này. Đấy, sau đó có thể cho cái màu, cái chỗ login form input text color này là cái chỗ mà khi mà các bạn vào viết ấy, ví dụ các bạn vào đây viết ấy thì màu của nó sẽ như nào, ý của nó là thế. Đó thì mình giữ nguyên. So, login link color đấy, có link thì nó sẽ màu gì. Đó. Thì ví dụ có link thì mình muốn là cái màu này đi. Đó. So, login link shadow này, cho cái shadow của nó như nào này. Đây, các bạn có thể cho vào đây này, cái bóng của nó đó. Đấy. Thôi, những cái này thì các bạn có thể tối ưu thêm nhé. Những cái này bốc đồng, nếu mà các bạn thật sự quan tâm nhiều hơn thì đây thì các bạn, cái bốc đồng là những cái, những bốc đồng là ví dụ như là mình hướng dẫn này. Ví dụ như có đây mình chỉnh sửa cái chỗ đăng nhập này, có cái màu đăng nhập này, màu chữ này, rồi các kiểu cái mắt này này, thì nó sẽ có chỉnh sửa hết đâu, thì nó sẽ nằm đấy. Alright, ok, khi xong rồi thì có cái phần chữ plugin info này các bạn để nguyên cho mình. Sau đó cái chỗ import này, import có nghĩa là ví dụ các bạn có một cái website chính rồi, nó đã có một cái tối ưu cho cái phần đăng nhập đấy rồi, thì các bạn có thể download nó về sau đó up lên. Nhưng ở đây thì mình chỉ có đúng một cái thôi, thì mình không sẽ không làm thế nữa. Ok, khi ok các bạn nhấn vào lưu thay đổi này. Ok, khi lưu thay đổi các bạn quay lại cái chỗ Google trong ẩn danh này. Đó, mình sẽ viết lại này, store nó. Sau đó gạch này WP gạch admin, sau đó nhấn enter. Mình viết hoa. Tại vì mình viết hoa nên nó như thế. WP
Min, enter. Xem nào. 1, 2, 3. Ô là là, nó sẽ như này. Tại cái logo của mình ấy, logo của mình là nó không, nó bởi vì cái size của nó chưa được chuẩn. Đó, thì đầu tiên mình các bạn vào sửa này. Cái logo này, đầu tiên là sửa logo trước này. Đấy, bị logo bị méo đúng không ạ? Screen à, đây, logo đây. Đầu tiên này, logo bị méo này các bạn. Xóa hết size đi cho mình. Xóa hết size. Tiếp theo này các bạn thấy này. Ấy logo bị méo, còn cái chữ này, chữ nó bị tối này. Đấy, các bạn phải cho móng màu trắng lên. À, chữ nó bị tối này thì mình vào cho màu trắng này. Đấy. Ok này. Login này. Login phần label test này, cái nó bị tối này. Các bạn cho màu trắng này, đó thì click vào đây thì cho nó màu trắng hơn. Đó, cho nó màu trắng này. Ok này. Sau đó cái login phần input này. Khi người ta viết vào thì chữ sẽ như nào thì các bạn có thể cho này, ví mình cho màu đen một chút chẳng cho màu đó, mình cho màu đen chẳng đó. Còn cái chữ login form link này thì mình giữ nguyên. Ok, sau đó mình lưu thay đổi này. Ok, vào xem nào. Ok, chưa phải reload. Alright, ok, good rồi đấy. Ok, rất là đẹp rồi, mình nghĩ là mình rất là thích rồi. Đấy, có cái đầu tiên này, có logo này, rồi có tên đăng nhập này, đấy. Nếu mà các bạn có một cái đăng nhập này, người ta cảm thấy một cái sự chuyên nghiệp nào đó ở đây đúng không ạ? Đó, thì hãy nhớ là trang website các bạn phải có một cái đăng nhập nha. Nếu mà các bạn có nhiều người viết bài trên cái trang website của bạn thì hãy nhớ là phải có một cái đăng nhập như này để khẳng định cái thương hiệu, hay là cái nó sẽ đánh giá được sự chuyên nghiệp khi khách vào với trang website các bạn, khi người ta thử đăng nhập vào trang website các bạn. Alright, thế là mình đã hướng dẫn các bạn tạo một cái trang giao diện đăng nhập cho cái trang website các bạn rồi. Mình hy vọng là cái video này sẽ giúp ích được các bạn một điều gì đó. Nếu các bạn thích những cái video của mình thì hãy giúp mình subscribe và bật cái chuông bên cạnh. Mình sẽ làm nhiều video và nhiều hơn video hữu ích về làm thiết kế website và kinh doanh online. Mình hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục xem và ủng hộ mình. Mình xin cảm ơn và mình sẽ gặp các bạn trong bài học tiếp theo. Bye bye.